Xin chào tất cả các em. Ở video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào một số các bài tập ở trong sách bài tập hóa học lớp 9, bài 4 một số axit quan trọng. Chúng ta sẽ cùng đi vào bài đầu tiên, bài 4.1. Dung dịch axit sulfuric là H2O4 loãng tác dụng được với chất nào trong dãy các chất sau? Câu A. Dãy A gồm có CuO, BaCl2, NaCl và FeCO3. Như vậy thì em thấy là đây là oxit bazơ này. Oxit kim loại tác dụng được với axit, đúng không ạ? Đây là muối này. Muối tác dụng với axit, điều kiện xảy ra đó là phải có chất kết tủa hoặc bay hơi. Như vậy ở đây thì nó tạo ra muối BaSO4 kết tủa này. Như vậy cái này nó sẽ có phản ứng. Nhưng mà rồi tiếp tục sang NaCl và H2O4, nếu cái phản ứng này nó xảy ra, cô đang giả sử nếu như xảy ra nhá, thì cái muối này, đây, cái trường hợp A này các em chú ý cái phản ứng của NaCl này cộng với lại H2SO4 loãng, chú ý điều kiện xảy ra, điều kiện phản ứng của muối đó là trong các chất tạo thành nó phải có chất kết tủa bay hơi, đúng không? Như ở đây chúng ta sẽ có là nó tạo thành Na2SO4 cộng với HCl. Nếu nó xảy ra thì nó sẽ sinh ra hai cái chất này, còn Na này liên kết với nhóm SO4 này, Cl, H thì liên kết với Cl. Nhưng mà hai cái chất tạo thành ở đây không có chất kết tủa hay bay hơi. Cái này là muối tan, còn cái này thì là dung dịch axit. Như vậy nó sẽ không xảy ra phản ứng này, bởi vì không thỏa mãn điều kiện của muối là phản ứng phải có chất kết tủa bay hơi, đúng không? Như vậy cái này trong cái dãy này thì có cái chất này nó không phản ứng. Còn FeCO3 cộng với H2O4 thì nó sẽ sinh ra cái axit là H2CO3 ấy. H2CO3 là axit yếu, nó dễ phân hủy thành CO2. Như vậy cái này thì nó có phản ứng. Vậy cái dãy A thì có cái chất này, nó không phản ứng. Vậy cái dãy A nó không thỏa mãn. Sang dãy B. Dãy B này, đây là axit loãng. Các kim loại đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học thì nó sẽ không tác dụng với các axit loãng. Như vậy Cu nó sẽ không tác dụng. Đấy, cái đầu tiên các em nhìn thấy ngay là Cu không tác dụng. Như vậy thì cái dãy này chúng ta sẽ không chọn bởi vì có Cu không tác dụng. Cái này thì đây là bazơ. Bazơ đúng không ạ? Thì nó sẽ tác dụng với oxit axit này. Được chưa? Cái muối này cũng tác dụng vì nó sẽ các em cho phản ứng thì nó sẽ sinh ra là Na2SO4 và H2CO3. Tuy nhiên H2CO3 thì nó sẽ phân hủy thành CO2 và H2O. Như vậy cái này nó sẽ phản ứng bởi vì nó có sinh ra là chất bay hơi. Còn cái này với cái này cũng không phản ứng đâu. Các em viết cái phương trình phản ứng ra, nếu nó xảy ra phản ứng thì nó sẽ sinh ra muối K2SO4 và HCl. Như vậy thì nó trong sản phẩm của nó không có chất kết tủa hoặc bay hơi, như vậy không thỏa mãn điều kiện của muối. Như vậy ở dãy B thì có hai chất không tác dụng, hai chất này. Vậy dãy B cũng không thỏa mãn. Sang dãy C. Cái kim loại này tác dụng được với axit. Ok, đúng không ạ? ZnO là sắt tác dụng được bởi vì sắt đứng trước hydro trong dãy hoạt động này. ZnO thì nó tác dụng bởi vì là gì? Cái này là oxit kim loại thì tác dụng với axit tạo thành muối và nước này. Bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước này. Còn cái này nếu như mà nó xảy ra phản ứng, cô đang bảo nếu nhá, thì các em viết phương trình là MgCl2. Đấy, cộng với H2SO4. Nếu nó xảy ra phản ứng thì Mg này nó sẽ liên kết với cái nhóm SO4 này, tạo thành MgSO4 cộng với axit là axit HCl. Ta chưa cần phải cân bằng gì cả. Nhìn vào sản phẩm, cái này tan này, cái này cũng tan này. Như vậy sản phẩm không có chất kết tủa bay hơi, mà điều kiện phản ứng của muối là sản phẩm phải có kết tủa bay hơi. Vậy cái này nó sẽ không xảy ra phản ứng, bởi vì sản phẩm không thỏa mãn điều kiện phản ứng của muối, đúng không? Như vậy cái này, dãy này thì có cái này nó không tác dụng. Vậy chúng ta chỉ còn mỗi cái phương trình cuối cùng là dãy D thôi. Kim loại này tác dụng được với axit bởi vì kim loại đứng trước hydro này. BaCl2 tác dụng này bởi vì là khi xảy ra phản ứng thì nó sẽ tạo thành cái muối
với cái tủa là BaSO4. Cái này với cái này thì nó có sinh ra là cái khí CO2. Còn đây là oxit kim loại thì tác dụng được với axit tạo thành muối và nước rồi. Như vậy cái rẽ phản ứng ở đây chính là rẽ D. Cả bốn chất đều xảy ra phản ứng. Các em có thể viết phương trình minh họa cho khí D như sau. Ý D. Các em chọn ý D bởi vì sao này? Ta có các vi trình. Đó là thứ nhất là Mg tác dụng với H2O4 loãng. Kim loại tác dụng với axit tạo thành muối và giải phóng hydro. Đây là phản ứng thứ nhất. Cái phản ứng thứ hai, BaCl2 cộng H2SO4. Đây là phản ứng của gì? Muối tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới. Đấy, Ba liên kết với SO4 tạo thành BaSO4, H liên kết Cl tạo thành HCl, cân bằng. Cái phản ứng nó xảy ra bởi vì đây là phản ứng của muối mà sản phẩm có chất kết tủa này, thỏa mãn. Tiếp theo K2CO3 cộng H2SO4 thì nó sẽ tạo thành là K2SO4 này cộng với H2CO3. Tuy nhiên như các em đã biết, H2CO3 là một axit yếu, nó dễ phân hủy thành H2O và CO2. Đấy, như vậy thì phản ứng này, đây là phản ứng của muối, chất tạo thành, nó có chất bay hơi, thỏa mãn điều kiện. Còn cái Al2O3, đây là oxit kim loại. Oxit kim loại thì không cần phải điều kiện, nó vẫn tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Al2SO4 tất cả 3 lần cộng với H2O. Kem cân bằng. Đấy. Khi nào thì cần điều kiện? Khi cái phản ứng của muối, trong phản ứng của muối, đấy, có muối thì nó sẽ cần điều kiện là sản phẩm phải có chất kết tủa bay hơi. Bạn nào không chưa biết được cái điều kiện thì em hãy xem cái video điều kiện phản ứng của muối nhé, xem kỹ. Vì nhiều khi các em viết phương trình nhưng mà chúng ta không biết là cái phương trình đấy nó có xảy ra hay không đâu, đúng không ạ? Vậy là bài 4.1 các em chọn đáp án đúng chính là đáp án D. Sang bài tập 4.2 nào. Cần điều chế một lượng muối đồng sung phát. Phương trình nào sau đây tiết kiệm được axit sulfuric? Câu A, ta cho axit sulfuric tác dụng với đồng 2 oxit. Câu B, cho axit sulfuric đặc tác dụng với đồng 2 kim loại. Như vậy, cho axit sulfuric tác dụng với đồng 2 oxit, đây là axit sulfuric điều kiện thường thôi. Còn nếu mà đặc thì người ta sẽ ghi là đặc, đúng không ạ? Bài 4.2, trước tiên Ken sẽ viết cho cô hai cái phương trình phản ứng. Đầu tiên, axit sulfuric tác dụng với đồng 2 oxit. Tức là chúng ta có H2SO4 này. Ken cho tác dụng với đồng 2 oxit là CuO. Như vậy, sản phẩm nó sẽ tạo thành CuSO4 cộng với nước. Kem chừa cho cô 1 đến 2 dòng. Viết phương trình B. Phương trình B đó là axit sulfuric đặc tác dụng với đồng kim loại. Như vậy ta có là gì? Cu cộng với H2SO4 đặc. Sản phẩm nó sẽ tạo thành CuSO4 cộng SO2 cộng H2O. Phương trình này cân bằng, kem thêm 2 trước H2SO4 đặc này và thêm 2 trước nước. Viết các phương trình hóa học và giải thích.
đúng ạ. Vậy ở đây người ta bảo là gì? Cần điều chế một lượng muối đồng xung phát cùng một lượng muối. Như vậy chúng ta giả sử chúng ta cần điều chế là amon CuSO4 đi. Đây là amon. Đây cũng amon. Cùng một lượng thì cái khối lượng, cái số mol của nó sẽ phải bằng nhau. Từng cùng một lượng muối thì số mol bằng nhau. Vậy theo phương trình phản ứng thì theo cái phương trình phản ứng thứ nhất này, đây là cô đặt phương trình 2. Theo phương trình 1 thì số mol H2O4 cần dùng ở đây sẽ là bằng với số mol của CuSO4 tỷ lệ 1:1 mà. Đúng không? Như vậy ở đây cũng sẽ cần dùng đến amon. Còn theo cái phương trình 2 này, số mol H2O4 đặc thì nó sẽ gấp 2 lần số mol CuSO4 này. Như vậy ở đây là tỷ lệ 1:2 thì ở đây amon thì đây sẽ là 2 amon. Rồi. Cái số mol CuSO4 cần điều chế là amon. Gọi số mol CuSO4 cần để điều chế là amon. Thì em sẽ theo phương trình 1. Theo cái phương trình 1 này. Thì em sẽ suy ra được cái số mol của H2SO4 cần dùng. Thì nó cũng sẽ bằng amon. Tỷ lệ là tỷ lệ 1:1, đúng không? Đây là tỷ lệ 1:1, như vậy đây amon thì bên này cũng cần dùng amon. Còn theo cái phương trình 2 này. Theo phương trình 2. Thì cái số mol H2SO4 cần dùng số mol của H2SO4 cần dùng ở đây nó sẽ gấp 2 lần số mol CuSO4 tỷ lệ 1:2. Như vậy thì nó sẽ bằng 2 nhân amon. Như vậy theo cách nào chúng ta tiết kiệm được axit sulfuric hơn? Cái cách 1 này chúng ta chỉ dùng có amon thôi. Cách 2 chúng ta dùng những 2 nhân với amon. Như vậy kết luận lại là dùng axit sulfuric tác dụng với đồng 2 oxit, chúng ta sẽ tiết kiệm được axit sulfuric hơn. Ta chỉ cần dùng có amon thôi. Còn cái trường hợp này chúng ta phải gấp đôi cái axit sulfuric lên hơn, gấp đôi lên. Như vậy cái trường hợp A này, trường hợp A này chúng ta sẽ tiết kiệm được axit sulfuric hơn trường hợp B, đúng không ạ? Và nó sẽ giảm đi so với một nửa so với trường hợp B này. Như vậy đến đây các em kết luận lại cho cô. Vậy phương pháp cho axit sulfuric tác dụng với đồng 2 oxit. Phương pháp cô viết tắt này. Vậy phương pháp cho H2SO4 là axit sulfuric đây, tác dụng với đồng 2 oxit là CuO sẽ tiết kiệm được axit hơn. Được axit sulfuric hơn. Như vậy là trường hợp A chúng ta sẽ tiết kiệm được axit sulfuric hơn. Nói tóm lại là như vậy. Trên đây là chúng ta đã vừa đi được hai bài tập 4.1 và 4.2 ở trong sách bài tập hóa học lớp 9. Để ủng hộ cô thì sau khi xem video bài giảng, kem hãy nhớ like video giảng, chia sẻ video cho các bạn kem cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì kem hãy nhấn nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng chuông để chúng ta sẽ nhận các video miễn phí khi có bài nhé. Còn các bạn muốn đăng ký khóa online thì hãy liên hệ với cô theo số điện thoại 0915 437 502 để chúng ta đăng ký khóa online. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video bài học tiếp theo.